Xin chào thầy các bác. Tiếp tục một cái video so sánh cho các bác đi. Đây là một yêu cầu của bác khách hàng. Hôm nay thì hơi buồn cười một chút, nên lại so sánh một cục súp bát 40 và cục súp bát 30. Nhưng lần này thì em không đề cập đến bát 30 hay 40, nhưng mà quan trọng là cái giá cả của nó thì anh cần quan tâm. Đó là một cục súp của DVL cục tích chính hãng có giá là 5.200.000 đồng là bát 30. Còn cục súp EV Pro 1520S thì lại là 4.300.000 đồng. Tại sao giá cả của nó lại thấp hơn như vậy và chất lượng của súp của nó có gì khác biệt với nhau không, thì trong cái video lần này thì mời các bác cùng đánh giá và hãy bình luận ở phía bên dưới nhá. Bởi vì video lần này em sẽ không đánh giá con nào hay hơn hay con nào, để cho các bác có thể tự cảm nhận và tự có thể là bỏ cái túi tiền của mình ra để có thể là mua được những cái sản phẩm của mình ưng ý. Ví dụ em làm một cái video này so sánh hai cái sản phẩm như thế này, thì các bác nếu mà cảm thấy con DB S12 này hay hơn thì các bác có thể bỏ túi tiền ra, cho cảm thấy yên tâm hơn khi mà bỏ cái túi tiền cao hơn ra, đúng không ạ? 5.200.000 đồng yên tâm bỏ ra, đúng không ạ? Còn đâu EB Pro, nếu mà bác nào cảm thấy muốn lực và khỏe hơn thì có thể bỏ tiền ra giá rẻ 4.300.000 đồng, đúng không ạ? Thì em sẽ bắt đầu tiến hành so sánh, và mỗi cục súp em sẽ test cho các bác từ 1 đến 2 phút và test cho các bác cả khi mà hòa lẫn vào nhạc các bác nhé. Và bắt đầu em sẽ tiến hành cắm cục súp 1520S trước để cho bác cùng cảm nhận qua. Em sẽ được giảm nhạc đi. Giờ bây giờ tiếng súp không thôi, tiếng súp không thôi. Tí nữa thử với nhạc sau. Con chính hãng của DVL Cotic đấy, thì các bác có thể cùng cảm nhận qua. Một con súp cũng rất là ok trên thị trường, đúng không ạ? Rất là nhiều anh em đang muốn và cần tham khảo cái dòng súp này. Cho to lưỡi lên này mà xem bắt 30 nó đánh nhau khỏe. Okay.
đấy là những cái phút thử của hai cục súp này. Hôm nay thì em không phải là em muốn so sánh hơi bát 30 với bát 40 thôi, các bác lên lưu ý nhé. Đây là cho một bác khách hàng đang muốn tham khảo hai cái dòng súp này nhưng mà đang phân vân, không biết là nên mua sản phẩm nào. Một cục súp DB SVK12 đang có giá chính hãng của công ty DB đó là 5.200.000 đồng. Một cục súp EB Pro chính hãng của EB Pro có giá là 4.300.000 đồng. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái video đó là so sánh về cái thứ nhất đó là về cái chất lượng của hai cục súp này, xem cái con nào hay hơn thì các bác hãy bình luận ở phía bên dưới theo cái ý kiến của các bác nhé. Thì em báo giá cho bác thế cho cụ thể và các bác có thể cùng cảm nhận, tự mình cảm nhận được cái chất âm xem con nào có thể phù hợp với phòng của mình đấy. Em không đánh giá con nào hay hơn, các bác hãy cùng tự cảm nhận nhá. Ok, và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nha.